365 ngày cầu nguyện với tinh thần của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 8 tháng 6. Lời Chúa, trích sách Tô-bi-a, chương 4 câu 14. Này con, hãy cẩn thận trong mọi việc con làm và hãy tỏ ra con là nhà gia giáo trong mọi cách ăn thói ở của con. Lời Thánh Y Nhã. Khi tất cả mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, hãy cẩn trọng, kẻo tất cả những điều ấy chẳng tốt đủ đối với việc phụng sự Thiên Chúa. Suy niệm. Sách Tô-bi-a nhắc nhở mỗi người chúng ta về cách ăn nếp ở và những công việc và hành động mình thực hiện. Dân gian ta thường có câu gieo nhân nào thì gặt quả đó, để nhắc nhở mọi người về hậu quả tốt xấu, về những hành động mình gây ra. Phật giáo thường dùng đến những phạm trù duyên, nghiệp, nhân quả để chỉ về những hành động và những mối liên đới của nó. Mỗi ý nghĩ, lời nói, hành vi đều phát sinh và để lại hậu quả trên mình và trên người khác. Vì thế, chúng ta hãy cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói và hành vi. Cũng thế, Kinh Thánh Cựu Ước có lẽ nghiêng về nguyên tắc công bằng hơn. Mắt đền mắt, răng đền răng, để nói lên rằng một người phải chấp nhận một hậu quả tương ứng với hành vi mà mình thực hiện. Mặc dầu Tân Ước không quá nhấn mạnh về nguyên tắc công bằng theo nghĩa luân lý bình thường, nhưng nhấn mạnh đến yếu tố công bằng của đức ái. Tuy nhiên, Tân Ước cũng cho thấy con người cũng phải chịu trách nhiệm về việc thực thi lòng thương xót của Chúa với anh chị em của mình. Thánh Y Nhã cẩn trọng hơn khi xem xét mối tương quan giữa tiến trình, mục tiêu và kết quả. Tiến trình thuận lợi hay xem ra có vẻ thuận lợi thì cũng là tốt. Tuy nhiên, cần xem xét đến kết quả dẫn tới và kết quả cuối cùng của tiến trình đó thì mới đánh giá được công việc hay việc đạo đức mà bạn đang thực hiện. Trong quá trình hoán cải, Thánh Y Nhã đã có những kinh nghiệm này. Thời gian đầu hoán cải, Ngài nhận được ơn an ủi. Nhưng con đường cuối cùng của ơn an ủi đó không dẫn đến việc phụng sự Thiên Chúa, nhưng dẫn đến cái đuôi rắn, điều mà chúng ta gọi là hư danh thiêng liêng. Một tu sĩ cầu nguyện lâu giờ hay một giáo dân thực hiện việc bác ái ở nhiều nơi, điều này là tốt nếu xét theo tiến trình. Tuy nhiên, việc này có thực sự dẫn họ đến việc phụng thờ Thiên Chúa hay không? Khi suy xét về một ơn an ủi hay tiến trình phát triển của một linh hồn hay một kinh nghiệm thiêng liêng,
chúng ta cần phải xem xét cả ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Nếu cả ba giai đoạn này đều dẫn đến việc phụng sự Thiên Chúa, thì đó là một kinh nghiệm hay một ơn an ủi thật. Còn nếu giai đoạn đầu và giai đoạn giữa có vẻ thuận lợi, nhưng giai đoạn cuối lại xa rời Thiên Chúa, thì đó không phải là một ơn an ủi thật. Thần dữ có thể dùng mật ngọt để lôi kéo và dẫn chúng ta dần xa Chúa vào cuối hành trình. Vì thế, khi nhận định để suy xét về một ơn an ủi hay một sự việc, cần phải nhìn cả một tiến trình để nhận định xem những điều đó có dẫn chúng ta đến việc phụng sự Chúa hay không. Hồn sống trong ngày. Khởi đầu ngày sống, tôi đặt mọi sự trong tay Chúa, quyết tâm làm mọi việc cốt để làm vinh danh và phụng sự Chúa. Thực hành trong ngày, rà soát lại động lực và chuyển biến nội tâm của tôi. Khi tôi đứng trước những biến cố và công việc phục vụ, tạ ơn Chúa và xin ơn hòa giải khi màn đêm buông xuống. Lạy hồn Chúa Kitô, xin hãy thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương có Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con. Xin dấu ẩn con trong các vết thương của Ngài, xin chớ lìa xa nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến để con được ngợi khen Chúa cùng các thánh trên trời, tụng ca đến muôn đời. Lạy hồn Chúa Kitô, xin hãy thánh hóa con.
lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận đời con. Xin dấu ân con trong các vết thương của Ngài, xin chớ lìa xa nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến để con được Ngài khen Chúa cùng các thánh trên trời, tụng ca đến muôn đời.